Hi, xin chào các bạn. Trong video clip ngắn này, mình sẽ chia sẻ các bạn một điều, đó là làm sao để các bạn điền đúng thông tin địa chỉ các bạn ở tại Việt Nam khi các bạn đặt những cái đơn hàng ở nước ngoài vào Việt Nam. Mình tin là khi mình hỏi câu này thì sẽ có nhiều bạn không đưa ra được câu trả lời. Mã bưu điện nơi các bạn sinh sống là gì? Ở tại Việt Nam ta chưa có một cái hệ thống địa chỉ kèm với mã bưu điện giống như là các nước khác, như ở châu Âu này chẳng hạn. Các bạn có thể thấy rằng là một cái bức thư khi mà gửi về được đúng địa chỉ thì nó sẽ cần có cái tên phố, số nhà, mã bưu điện và thành phố. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để khi mình đặt hàng từ nước ngoài về Việt Nam thì mình sẽ điền cái mã bưu điện, hay là tiếng Anh nó gọi là cái postal code, như thế nào để là cái hàng hóa của các bạn nó luôn luôn nó được giao đúng đến cho địa chỉ của các bạn. Như các bạn nhìn thấy cái màn hình của website của công ty VIEC ở bên này, khi mà các bạn vào cái phần chuẩn bị check out ấy, tức là chuẩn bị trả tiền thanh toán ấy, thì nó sẽ có một cái phần là các bạn sẽ điền cái thông tin địa chỉ, tên, số điện thoại của các bạn vào để cái đơn hàng đấy có thể được gửi đến các bạn. Có bốn cái mục thông tin sau là các bạn đặc biệt các bạn phải chú ý và phải điền thật chính xác. Nếu không ấy, thì cái đơn hàng của các bạn sẽ không được gửi về đúng cái địa chỉ như các bạn mong muốn. Cái thông tin thứ nhất đó là tên của các bạn phải thật đầy đủ và chính xác. Tốt nhất là không nên viết tiếng Việt có dấu. Cái thứ hai ấy, là tên phố và số nhà. Và cái thứ ba là thành phố và đất nước. Cái thứ tư ấy, là số điện thoại của các bạn. Nếu như các bạn có cái địa chỉ mà nó có quận, huyện, phường, xã, thôn thì các bạn điền cái thông tin này phía dưới đó, thôn, phường, xã, hẻm, ngóc ngách gì đó, hay mã bưu điện thì các bạn sẽ điền gì. Và cũng như theo cái thông tin là mình đã hỏi những cái hãng vận chuyển rất là lớn ở bên Hà Lan này, như là DHL, UPS hay là FedEx, thì mình được biết rằng là đối với Việt Nam ấy thì các bạn chỉ cần điền cái mã bưu chính là 100.000, mình nhắc lại là 100.000, số 1 và năm số 0 là nó sẽ đúng. Tuy nhiên, nếu như các bạn thực sự biết chắc chắn cái mã bưu chính của địa chỉ các bạn thì các bạn sẽ điền vào đây. Nhưng nếu không ấy, thì điền 100.000 thì theo cái kinh nghiệm của mình là cái hàng hóa nó luôn luôn nó sẽ về đúng cái địa chỉ của các bạn. Vậy thì video clip ngắn ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách để các bạn đặt hàng ở trên mạng làm sao cho nó an toàn nhất và nó thoải mái nhất, đúng không các bạn? Tại vì đấy là một trong những cái lý do tại sao các bạn đặt hàng trên mạng, đúng không? Đơn giản thôi, chỉ bằng một vài cú click chuột hay là bằng điện thoại di động các bạn có thể đặt được cả thế giới về trong nhà cho các bạn. Vì đôi khi những cái mặt hàng ở tại trong nước ấy, nó chưa đáp ứng được đúng cái nhu cầu của các bạn, đúng cái yêu cầu của các bạn về cái chất lượng chẳng hạn, hay cái mẫu mã của cái sản phẩm mà bạn muốn. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản các bạn là những người luôn luôn thích thử những cái sản phẩm mà nó rất là mới ở trong đất nước chưa có, thì cái chuyện đặt hàng trên mạng ngày nay là những cái chuyện rất bình thường thôi. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, và trong cái giai đoạn này điều quan trọng nhất là hãy stay safe. Chúc các bạn bình an và sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning. Blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me. We got everything we need, right?